X-Watch số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch, đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các bạn, chuyên mục hỏi đáp đồng hồ đã từ lâu vắng bóng trên kênh X-Channel. Và ngày hôm nay là chúng tôi sẽ khởi động lại chương trình này với số thứ 10. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Khánh Kiên. Tôi là một gương mặt mới của đại gia đình X-Channel. Rất vui khi được gặp các bạn ở đây. Và lần này chuyên mục hỏi đáp đồng hồ số thứ 10 sẽ là những câu hỏi xoay quanh về khả năng chống nước của đồng hồ. Chúng ta sẽ đến ngay về câu thứ nhất. Câu thứ nhất là của bạn Trọi Trường. Có vẻ là mình xin lỗi nếu mà đọc sai tên của bạn, thì có thể bạn tên bạn Trường ạ. Là bạn hỏi rằng là em thấy mức độ chống nước sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau, lúc thì là waterproof, lúc thì lại là water resistant. Vậy cho em hỏi thì hai cái này có khác gì nhau và phải lưu ý gì về những cái thông số này? Với câu hỏi này của bạn Trường thì mình xin được giải thích như sau. Thì trước tiên thì chúng ta có thể là tìm hiểu qua một chút về cái nghĩa của hai cái từ waterproof và water resistant này bằng cái từ điển Oxford nhé, trước nhé. Theo đó thì từ điển Oxford đã giải thích hai cái cụm từ này như sau. Waterproof có nghĩa là nước không thể nào mà xâm nhập được và có thể dùng được dưới nước. Trong khi đó thì water resistant có nghĩa là khả năng chống lại nước xâm nhập ở một mức độ nào đó và không chống thấm hoàn toàn. Về vấn đề này thì thực ra vẫn có những cái ý kiến trái chiều xung quanh cái thuật ngữ này, và đó là những cái định nghĩa của Oxford. Thì theo thực tế tôi thấy được rằng là waterproof có khả năng chống được nước hoàn toàn, thậm chí là chống được cả hơi nước và kháng nước hoàn toàn xâm nhập trong một thời gian rất là dài. Trong khi đấy thì water resistant có nghĩa là đồng hồ chỉ có chống nước ở một khoảng thời gian nhất định và trong một mức cho phép nhất định mà thôi. Cái nguyên nhân mà gây ra những cái tranh cãi phát sinh như thế này ấy, là do là các cái hãng đồng hồ đều thử nghiệm những cái sản phẩm của mình ở trong những cái điều kiện tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. Chính vì vậy mà trong cái hoàn cảnh thực tế sử dụng lại khác xa khá là nhiều so với cả trong môi trường thí nghiệm. Chính vì vậy mà các hãng đồng hồ đã kêu gọi người dùng thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế khi cần thiết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Bạn Quang Kiều đã hỏi là: cho tôi hỏi, khả năng chịu nước của đồng hồ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trả lời câu hỏi của bạn thì mình nghĩ là những cái yếu tố ấy quan trọng mà để chống được nước ấy là đa phần là về phần vỏ của đồng hồ. Ngoài vỏ đồng hồ ra thì chúng ta còn cần phải quan tâm đến cái cấu tạo và cái độ dày của kính. Cái thứ ba cần quan tâm ấy, và cũng là cái vấn đề mà nhiều người dùng thường mắc phải khi đồng hồ dính vào nước nhất ấy, đó chính là cái núm vặn. Và cái thứ tư chúng ta cần quan tâm ấy, đó là những cái o-ring hay chúng ta gọi là vòng gioăng để chống nước. Cái chất liệu làm nên cái vòng gioăng này đa phần thì là làm từ cao su hoặc là ni lông. Ngoài ra còn có các cái chất liệu khác, thì đó có thể đấy là những cái mà bí mật của hãng. Ngoài ra trên những chiếc đồng hồ đắt tiền, tôi còn thấy là họ còn chám thêm cả những cái loại keo đặc biệt vào những cái chỗ rãnh và những cái chỗ mà kẽ hở mà dễ bị vào nước. Cái loại keo này đặc biệt ở cái chỗ là nếu mà gặp nước ấy thì nó sẽ đông cứng trở lại và bịt kín hoàn toàn những cái lỗ hổng đấy, và để cho nước tránh xâm nhập được vào trong khoang máy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 của chương trình. Câu hỏi lần này là của bạn Dũng Ngô. Bạn ấy hỏi là: em thấy trên chiếc đồng hồ có nhiều tiêu chuẩn chống nước quá, lúc thì là bar, lúc thì lại là ATM, X-Watch lại hay nói là đơn vị là mét. Vậy cho em hỏi, có những đơn vị đo độ chống nước nào của đồng hồ? Mình thấy đây là một câu hỏi khá là hay của bạn Dũng. Trên thực tế thì ở mỗi một vùng quốc gia khác nhau thì đều sử dụng những cái đơn vị tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy mà các bạn có thể thấy những cái sự sai khác đấy. Thì mình có thể giải thích được cho bạn rằng là cái đơn vị mét, ATM hay bar nó đều là chỉ về cái đơn vị chống nước cả. Ngoài ra thì còn có cả đơn vị đấy là feet. Theo như là tiêu chuẩn đo lường của quốc tế, ta có thể thấy rằng là 1 mét sẽ bằng 3,28 feet. Chính vì vậy mà bạn có thể quy đổi từ đơn vị mét sang đơn vị feet rất rõ ràng. 10 mét sẽ bằng 1 ATM và 1 bar. Tương tự như thế thì 30 mét sẽ là 3 ATM hoặc là 3 bar. Và 100 mét sẽ là 10 ATM hoặc là 10 bar.
Thì nếu mà tao quy đổi ra đơn từ đơn vị mét sang đơn vị feet thì tao có thể thấy là 10 mét sẽ tương đương với khoảng 33 feet và 30 mét sẽ tương ứng với khoảng 100 feet. Như vậy thì có lẽ là các bạn đã nắm được cái mức tiêu chuẩn chống nước của đồng hồ như nào rồi đúng không? Chúng ta sẽ đi đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Bạn Hân Huy đã hỏi rằng là có những nguyên nhân nào khiến cho đồng hồ bị vào nước vậy Watch? Với câu hỏi này thì tôi xin được trả lời như sau. Có rất nhiều trường hợp khiến cho đồng hồ bị vào nước, hoặc là xuất hiện những cái giọt nước và hơi nước ở phía bên trong đồng hồ. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy thì có thể là do nhà sản xuất, hoặc là do cái đơn vị phân phối đó trong cái quá trình sản xuất hoặc là lưu kho bảo quản đã không được tốt. Điều này đã khiến cho cái khả năng chống nước của đồng hồ kém đi. Thông thường ấy, với những cái lỗi này bạn sẽ được bảo hành miễn phí nếu như bạn mua đồng hồ chính hãng, hoặc là bạn mua đồng hồ ở những cái nơi mà uy tín. Nguyên nhân thứ hai ấy thì là do lỗi người dùng. Nhiều người đã không nắm rõ được cái mức độ chống nước của đồng hồ. Ví dụ như là những cái đồng hồ mà 30m thì các bạn lại đi bơi hoặc là đi ngâm nước, thì chính điều đấy đã làm khiến cho đồng hồ nó vào nước. Nguyên nhân thứ ba chúng ta có thể kể đến đó chính là do đồng hồ thường xuyên tiếp xúc với cả những cái thời tiết nó khá là khắc nghiệt, hoặc là do môi trường nhiệt độ thay đổi thường xuyên. Cái hiện tượng này thì thường xuyên xảy ra khi mà trời nắng nóng. Nếu mà bạn đi dưới cái trời nắng gắt và rồi là bước lên xe ô tô hoặc là vào những cái nơi có điều hòa mát lạnh ấy, thì nó sẽ là một cái yếu tố gây tiêu cực cho cái đồng hồ của bạn. Thông thường thì những cái lỗi này sẽ không khiến cho đồng hồ của bạn là chết ngay lập tức, mà nó sẽ đọng thành các hơi nước ở phía bên mặt trong của mặt đồng hồ. Lâu dần thì cái hơi nước này sẽ làm hoen rỉ những cái chi tiết máy bên trong. Đối với những trường hợp này thì bạn nên kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng ngay chiếc đồng hồ của bạn luôn nhé. Một nguyên nhân nữa ấy, là do là sử dụng đồng hồ fake. Nếu như ở đồng hồ chính hãng ấy, thì những cái thông số là luôn được làm chính xác, thì trên chiếc đồng hồ fake, kể cả những cái đồng hồ fake cao cấp, fake tinh vi, thì những cái chi tiết đấy thường không được coi trọng. Và những cái thông số chịu nước của trên chiếc đồng hồ fake thì chắc chắn là không thể nào mà tin tưởng được rồi. Còn một trường hợp nữa, đặc biệt là do các bác sử dụng các cái đồng hồ có tính năng chronograph ở dưới nước. Nếu mà như cái chiếc đồng hồ của bạn, nếu không phải là chiếc đồng hồ có được đánh dấu là chiếc đồng hồ lặn Deep Watch, thì chắc chắn các bạn không nên sử dụng cái tính năng bấm giờ dưới nước như thế này. Bởi vì là nếu mà sử dụng ấy, thì chắc chắn đồng hồ sẽ bị vào nước từ những cái khe hở của cái núm này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi đến với câu hỏi thứ 5 của chương trình. Bạn Sơn Nguyễn Hải có hỏi rằng tại sao mình thấy nhiều nơi nói rằng 50m chỉ nên đi mưa và rửa tay. Hôm nọ sang X-Watt thì được biết là 30m mới là mức đi mưa rửa tay. Vậy tiêu chuẩn nào là đúng, và X-Watt có thể cho mình xin thông tin chuẩn nhất được không? Thực tế thì câu hỏi này của bạn khá là thú vị, bởi vì là mỗi hãng đồng hồ ấy đều có những cái tiêu chuẩn chống nước có sự sai khác nhau một chút. Chính vì vậy mà đã gây nên cái sự tranh cãi nho nhỏ giữa những người dùng với nhau. Nếu bạn sử dụng chiếc đồng hồ nào thì bạn nên lên trang chủ của thương hiệu đó và tìm những cái bài đọc viết về cái vấn đề này thì sẽ rõ ràng hơn. Ngoài ra ấy, thì những cái thương hiệu đồng hồ phổ biến hiện nay là đều đến từ Thụy Sĩ, Đức, Ý hoặc là Nhật. Đấy là những cái nước mà có cái thời tiết khí hậu ôn đới. Trong khi đấy thì Việt Nam là một đất nước nhiệt đới. Chính vì vậy mà 50m có cái lời khuyên là đi mưa rửa tay thì cũng mình nghĩ là cũng hợp lý. Ngoài ra thì các bạn cũng nên lưu ý một điều rằng là qua thời gian ấy, thì mức độ chống nước cũng sẽ giảm dần. Chính vì vậy mà các bạn cũng nên là thường xuyên kiểm tra đồng hồ trong khoảng 2 năm một lần về cái mức độ chống nước của đồng hồ của mình, và tham khảo những cái ý kiến của những người thợ sửa đồng hồ để sử dụng chiếc đồng hồ này hợp lý hơn. Trên đây là 5 câu hỏi xoay quanh về vấn đề chống nước được nhiều người dùng quan tâm nhất trên X-Watch. Bạn có thắc mắc gì về chiếc đồng hồ của bạn không? Hãy comment ở dưới video này và chúng tôi sẽ tiếp tục ra những cái số hỏi đáp đồng hồ tiếp theo để trả lời cho các bạn về vấn đề mà bạn quan tâm.
Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!